Thưa quý vị, sau 3 tháng hậu an cư, Phật lịch 2568, chư hành giả tỉnh Lạng Sơn và Hà Tĩnh đã trang nghiêm tạ pháp vào sáng nay, ngày 12 tháng 9. Tại tỉnh Hà Tĩnh, 3 tháng qua, 107 hành giả từ 3 trường hạ đã duy trì thời khóa học nghiêm túc, nghe chư Tuệ Đức chia sẻ trải nghiệm tu tập, truyền trao kiến thức Phật pháp. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Đường chủ Hạ Trường, tán dương chư hành giả đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, luôn nỗ lực để mùa an cư thành tựu viên mãn. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cũng kêu gọi tăng ni, Phật tử ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt. Cùng thời gian này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ tạ pháp, nhìn lại quá trình tu và học, duy trì thời khóa công phu lễ bái, trao dồi các kiến thức trong tinh thần lục hòa cộng trụ của chư hành giả 3 tháng qua. Trong thời gian này, để giúp cho Phật tử có điều kiện tu học, hàng tháng, chư Tuấn Đức đều có 6 buổi thuyết giảng, tổ chức khóa tu bát quan trai, thập thiện với hàng nghìn lượt Phật tử tham dự.